10 à? Em đang đánh 2 đôi 30. Sắp. Súp thì không có. Súp không có. Bật đề khóa. Khỏe đấy à? Vâng. Đấy. Không đôi 30 à? Đôi nào? Đôi JBL với đôi FT1 này. Hai đôi này. Thì đây là hai kênh này, đây này, bên này kênh này. Đấy. Cái này đẩy 4 kênh rồi. Đấy, cái này. Đầu tiên là con BBE anh nhá. Đầu tiên thì BBE thì anh sẽ như này cho em này. Đầu tiên BBE thì về nhà này, nếu mà anh thấy bát nhà anh yếu thì anh có thể tăng bát lên. Đây. Đấy, tăng bát lên là thấy hiệu quả ngay. Đây là bát, đây là cả bát này. Cái này đi theo cả mic luôn à? Nếu mà anh nắp sau vang, vang vào nén không ấy đến đâu nhỉ? Anh đưa vào nâng xuống nén. Vì xuống nén này nó sẽ không nén này là gì, là nó không phải là nén âm thanh mà nó nén những cái quá ngưỡng thôi. Anh hiểu chưa? Chứ không phải là nó nén âm thanh lại. Đâm ra là mình nếu mà mình nén, mình lại cho nó ở bên trên thì nó sẽ nó cắt cái âm thanh hay ở trên rồi. Đấy. Thì bây giờ là coi như đây là bát rồi nhá. Anh thấy giọng của mình, ví dụ anh alo cái mic của mình mà nó dày thì là anh sẽ ok. Còn nếu mà thấy mỏng quá thì mình muốn cho dày lên thì mình cho bát lên. Đấy. Còn đâu nếu mà anh muốn nghe nhạc ấy thì thấy chắc là nó nhiều. Muốn chắc nhiều thì phải tăng chắc. Đây là hai kênh luôn à? Đó đấy. Chắc 1 2 hai kênh là giống nhau. Vâng, chắc 1. Đấy. Đấy. Đây là chắc. Đây này. Đấy. 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 Chắc này, chắc rồi. Đấy. Đây là kênh này chắc này. Đây chắc này. Đấy. Đảm chắc này. Đây là, rồi. Đây là cây nữa này. Đấy. 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 Đây là con BBE nhả ra này, tắt đi này. Đấy, nhả ra tắt đi này. Đấy. Nó nâng lên rất là nhiều ấy. Còn cái thứ hai là cái con nén này. Con nén này thì nó rất là khó chơi ấy. Đầu tiên hai cái nút này. Hai nút ngoài cùng. Đó là kênh 1 với kênh 2. Cái này khỏe quá. Nó có. Đầu tiên là hai cái nút này, hai nút ngoài cùng này anh phải để ý giúp em là không bao giờ được để đỏ. Cùng lắm là mình để xanh thôi. Cùng lắm là để xanh như này. Chứ không bao giờ được để đỏ, để đỏ nó cắt ngưỡng. Để đỏ nó cắt ngưỡng, nó sẽ cực. Đấy, đây là ngưỡng này. Đấy. Nếu nó cắt cái ngưỡng gì? Nó cắt cái ngưỡng nào? Cắt những cái mà nó to quá anh ạ. To quá. Những cái nào nó đủ âm thanh thì nó mới cho lên, nó cắt noi ấy. Có nghĩa là nhỏ quá thì nó sẽ không. Nó sẽ. Đấy. Để cho nó nháy nháy này. Đấy. Vâng. Phải để cho nháy nháy. Nhưng mà cái này còn tùy mình bật to bật nhỏ đâu. Không, cái này bật to đây. Nó không ảnh hưởng. Đấy, bật to là mình cắt. Đâu. Anh ơi. Cái đấy nó không liên quan đến này. Kể cả vặn về không nó vẫn nháy mà. À. Nó là tín hiệu. Rồi, hai nút này là điều chỉnh này. Thế còn các nút bấm này, có nút em bấm mấy xuống. Bài bát là sẽ nhả ra. Bài bát là không sử dụng này. Bài bát là gì? Bài bát là không sử dụng. Đây. Không sử dụng. Đây là không sử dụng. Đấy. Đây là sử dụng này. Vâng. Đây là sử dụng. Từ đây sang à? Đây thì vâng, nó cứ thứ tự như nhau. Nó sẽ thứ tự như này này. Nó sẽ thứ tự là hai cái này là như nhau. Hai cái này như nhau. Thì nó nén thì mình tự được, mình cứ để ở 431 cho em. Cái này không ấn được. Cái đấy ấn vào. Đây là cái này phải ấn vào. Nói chung là phải để sáng hết. Trừ mỗi cái nút bài bát. Bài bát cái lúc này là kênh 1 thành kênh 2. Còn nó sẽ linh thì mình chỉ cần chỉnh bên này thôi. Bên này không cần phải chỉnh nữa. Đấy, bên này cái này là linh sang. Cái này là linh sang. Rồi. Nhưng mà bình thường cái này là mình cứ ấn nhả ra. Nhả ra.
Loa của anh sẽ không có ù xì luôn. Nó khi mà nó lên được đèn đỏ là tối loa đục tiếng đi ạ. Tối loa đục tiếng cái đấy nó cắt luôn cái tiếng ù xì của anh luôn. Thế bây giờ nhá. Nó có hỗ trợ cho cái vang. Ví dụ cái vang mà nó bị ré tiếng chẳng hạn ấy, vang nó bị hú chẳng hạn. Không bị hú thì nó lại không cắt được như vậy. Còn là vang nó cắt thôi gì? Vâng, cái đấy thì vang nó cắt thôi vì cái này nó nằm ngoài chứ nó không thể nằm trong vang được. Đấy. Về cơ bản thì cái của anh nó hỗ trợ rồi. Đấy thì vang thì nó cũng hỗ trợ 99% rồi. Thì cái này là đấy, nó làm những cái nút này là mình cứ ấn luôn hết. Tiếng ba nút này, bốn nút này và nút này là mình trả ra. Con kể ra như thế này. Nghe nó khác ngay kìa. Rồi cái này không nghe chả có chất gì à. Nghe nó yếu. Hồi nay phải cho to cái này đây. Nó tinh tai rất nhiều. Nghe cứ như là 128. Cái này là khác rồi nha. Cũ ở nhà anh ấy. Vâng. Là anh cũng chỉnh như thế này thì anh có cần chỉnh khác không? Bởi vì là có không. Cái này nó như là cái kiểu như là cái này là xử lý này nhưng mà phải đầu vào ấy. Vâng. Ví dụ như là cái em biết rồi không? Nhà anh bây giờ anh chỉ nhà anh có cái con vang rồi. Anh sẽ đấu vang bên trên và con này xuống dưới. Anh có cần phải mặc định cái vang để thăng bằng hết không? Bởi vì anh không. Có chỉnh chép bát rồi các thứ khác bây đây. Giờ là cái này là sẽ phải chỉnh theo con vang vì con vang mình không vang chỉnh như thế nào rồi thì cứ kệ đó. Vâng. Còn bây giờ ví dụ như là anh muốn tăng chép anh về đấy anh muốn tăng chép lên là anh cứ cho hai cái này lên cho em rồi đấy. Còn đâu anh cần bát rồi thì vâng. Chép bát thì mình tăng cái này lên đấy. Còn đâu nếu mà bát thì chỉ có tăng cái này thôi. Chép ở nhà có hai con chép kèm để con thấy thì nó kêu cho thì thừa chép. Đấy thì là chỉ tăng hai cái bát này lên. Rồi đấy xong rồi. Được chưa? Để anh chụp lại. Vâng. Có gì em còn hỗ trợ cho anh chép. Vâng. Anh chụp anh lấy cái cấu hình này.